bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh Kinh Con Việt Nam, mình là Ngọc đây. Thương hiệu Boza đã rất nổi tiếng với chất lượng âm thanh và giá cả hợp lý rồi. Chính vì vậy mà trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện hàng giả và hàng kém chất lượng. Bởi vì thế mà Boza Global đã sản xuất ra một cái tem rất là thông minh. Các bạn hãy nhớ đón xem hết clip này để có thể phân biệt được đâu là hàng thật và đâu là hàng kém chất lượng nha. Trước tiên chúng ta cùng khám phá bề mặt tem này nha. Bóc lớp màng ra. Trên đây sẽ có lớp trắng bạc và lớp trắng vàng. Một mã code QR, một serial number. Các bạn có thể check code theo địa chỉ trang web này. Lớp màng thông minh chống giả của Boza. Mình sẽ có một ví dụ. Ở đây có một cốc nước, phủ nước lên logo của Boza, chúng sẽ biến mất. Và những logo này sẽ xuất hiện trở lại sau khi lau sạch nước. Có thể lặp đi lặp lại thao tác này nhiều lần. Hoặc lấy bút dạ viết đè lên lớp màng. Logo Boza cũng sẽ bị đen đi. Sau khi bóc màng, logo Boza sẽ hiện ra. Một cái tem thật là thông minh phải không ạ? Trên đây là một số thông tin về chiếc tem chống hàng giả của Boza. Các bạn nhớ nha, công ty Kingcom được Boza Global ủy quyền là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam. Thế nên là các bạn có thể tới Kingcom Việt Nam này hoặc là tới những cái đại lý của Kingcom để sở hữu sản phẩm chính hãng. Còn nếu như là không may bạn nào đã từng mua sản phẩm kém chất lượng thì có thể liên hệ ngay cho chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo. Bye!